quy hoạch cán bộ cấp chiến lược, nguồn nhân sự cấp cao quan trọng cho bộ máy đảng và chính quyền là một đề án quan trọng của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Mục tiêu được nói nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, kiện toàn bộ máy lãnh đạo và chống những biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, suy thoái đạo đức của đảng viên. Giáo sư Nguyễn Đình Cống, một cựu đảng viên, nhà quan sát chính trị cho rằng, nghị quyết về công tác cán bộ, nhân sự của đảng lần này sẽ không hơn gì những lần trước và có ít tác dụng sửa sai và ngày càng tệ bởi không thể sửa sai bằng phương pháp sai. Có một cái nguyên lý nói rằng để sửa chữa được sai lầm thì phải dùng những cái nguyên lý khác với cái nguyên lý mà nó sinh ra cái sai lầm ấy. Vậy cái nguyên lý nào đã sinh ra cái sai lầm trong cái công tác cán bộ, trong cái điều kiện cán bộ này? Chính là cái chuyên chính vô sản, chính là cái toàn trị của đảng, chính là cái việc đặt đảng lên trên pháp luật, chính là cái việc mà là đảng không phát hiện được rằng cái đảng hiện nay là cái đảng chính trị cầm quyền thì nó phải khác, rất khác với một cái đảng là cách mạng. Chia sẻ quan điểm với giáo sư Nguyễn Đình Cống, nhà văn Nguyễn Nguyên Bình, một cựu cán bộ trong quân đội, đánh giá công tác nhân sự của đảng khó có sự thay đổi về căn bản. Từ trước đến nay vẫn thế, vẫn theo những cái nguyên tắc, những quy trình, những các cái tiêu chuẩn như thế và vẫn là trong cái hệ thống trong đảng để bổ trách, bổ trí cán bộ. Thế bây giờ thì chắc nó vẫn thế, nếu không thay đổi thì làm sao mà có cái gì khác. Thì cũng lại những cái ông cán bộ đấy, ông ấy thoái hóa hoặc là đầu tiên có thể là một phần là rất là phần rất nhỏ để hiểu là có thể có những người tốt, nhưng khi người ta vào những cái vị trí đấy người ta sẽ thoái hóa đi bởi vì nó chẳng qua kiểm soát cả. Giáo sư Nguyễn Đình Cống cho rằng cách thức tuyển chọn cán bộ của đảng hiện nay có thể sẽ chọn nhầm những kẻ cơ hội chứ không phải những thành phần tinh hoa cho đất nước, do cơ chế bầu cử còn hạn chế, nhiệm kỳ trước quyết định nhân sự nhiệm kỳ sau. Mặt khác, cơ chế hiện nay dẫn đến tình trạng chảy máu chất xám. Cái đường lối mà định xây dựng cán bộ, chuẩn bị cán bộ, rồi lập ra những cái trường, những cái lớp để đào tạo cán bộ nguồn. Cái cách ấy là thay một cái sai lầm này bằng một sai lầm khác mà thôi. Là tại vì thay cho cái việc là người ta chạy chức chạy quyền thì người ta lại chạy vào làm tiếp, chạy vào cho được cả cái chỗ để mà cơ cấu. Và cái cách làm của đảng thì tôi thấy rất khó để mà chọn được những cái người tinh hoa. Quan trọng là chọn được người tinh hoa, và nếu như là cán bộ là cấp chiến lược thì phải đấy là những tinh hoa trong những người tinh hoa. Bà Nguyên Bình có mối nghi ngại về tiêu chuẩn của cán bộ cấp chiến lược, và cũng giống như giáo sư Nguyễn Đình Cống, bà Bình cho rằng sẽ khó có thể tìm được người tinh hoa để đưa vào đội ngũ cán bộ nếu như không đi vào thực tế xã hội mà chỉ do đảng ủy các cấp làm công tác quy hoạch cán bộ. Tức là bây giờ không hiểu là 600 cái vị mà người ta lựa chọn ra để làm cái cán bộ ở cấp chiến lược đấy thì nó có những cái tiêu chí gì, thì tôi chưa nghe thấy là cái tiêu chí gì người ta nói. Nhưng mà tôi đoán là nếu với cái người sắp xếp như ông Trọng thì sẽ có ba cái tiêu chí chính. Một là phải trung thành với chủ nghĩa Mác Lênin, hai là phải trung thành với đảng, thứ ba là phải trung thành với chủ nghĩa xã hội. Tôi nghĩ là nó phải có ba cái tiêu chí như thế. Thế nhưng mà trên thực tế ở Việt Nam thì rõ ràng là người ta thấy là cái chủ nghĩa Mác Lênin ở Việt Nam nó không phát huy cái tác dụng cái gì cả, mà thậm chí có thể nói là phản tác dụng. Một trong những biện pháp để chống các biểu hiện tiêu cực trong đội ngũ đảng viên mà ông Nguyễn Phú Trọng từng nói tới là nhốt quyền lực vào trong lòng quy chế lập pháp, tức là cơ chế kiểm soát quyền lực. Giáo sư Nguyễn Đình Cống cho rằng, trên thế giới đã có mô hình tam quyền phân lập hoặc dùng lực lượng phản biện, đối lập để kiểm soát quyền lực. Còn tại Việt Nam, cơ chế kiểm soát quyền lực hầu như không có tác dụng. Giáo sư Cống đưa ra kiến giải rằng, Đảng Cộng sản hãy từ bỏ sự độc quyền toàn trị, mở rộng dân chủ, từ bỏ việc đảng cao hơn pháp luật, cải thiện cơ chế bầu cử một cách thực sự dân chủ, công bằng, để từ đó biến Quốc hội thành cơ quan đối trọng với Ban chấp hành Trung ương Đảng. Kênh Quốc phòng Việt Nam thuộc truyền hình quân đội trong chuyên mục Nhận diện sự thật ngày 11 tháng 5 2018 đã quy kết. Trên mạng xã hội, các thế lực thù địch, phản động, những kẻ cơ hội đã đưa ra những thông tin xuyên tạc, tung tin vịt nhân sự kiện Hội nghị Trung ương 7 nhằm những mục đích chống phá Đảng Cộng sản và chính quyền.
Giáo sư Nguyễn Đình Cống cho rằng, đảng nên tiên trách kỷ, hậu trách nhân, nên đối thoại với những người có ý kiến, quan điểm trái ngược, thay vì gọi họ là thế lực thù địch, phản động. Thế thì cái việc mất lòng tin là chính tại đảng gây ra chứ. Chứ nếu như mà đảng nó hoàn toàn trong sạch, đảng hoàn toàn chính đáng, đảng hoàn toàn là thực sự vì dân, để cho người ta nói lên sự thật, thì dân càng tin yêu chứ. Thành ra cái này là nó sai, là cái vu cáo. Vu cáo không phải. Chứ cái thực là nó như thế thật. Nếu như dân mà nó đọc cái lời trái, là nó đọc, nó biết những cái chuyện bê bối ở trong đảng, nó biết những cái sai lầm của đảng, thì người ta mất lòng tin. Đây là tất nhiên. Từ hiện tình xã hội trên báo chí chính thống và những gì người dân đang hàng ngày trải qua, đảng tốt hay xấu, quan chức tốt hay xấu, người dân đều rõ cả. Do vậy, thay vì chống luận điệu xuyên tạc, trấn áp ý kiến trái chiều, thì đảng nên tôn trọng các giá trị dân chủ, nhân quyền, pháp quyền và chứng minh đảng trong sạch vì quyền lợi của người dân, bảo vệ lợi ích quốc gia. Cái cơ sở cho cái phán đoán này là tại vì trong cái cơ cấu bộ máy của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện tại đó, thì cái cơ quan cao nhất là ra quyết định cao nhất là Bộ Chính trị. Thì còn cơ quan Ban Bí thư thì về mặt chức năng á, thì nó là cái cơ quan nó vận hành cái công việc hàng ngày của Đảng trong cái thời gian mà Bộ Chính trị hay là Trung ương Đảng nó không họp. Thì trong cái thành phần Ban Bí thư này á, thì có một số người là ủy viên Bộ Chính trị, còn một số người thì là chưa. Thì theo cái logic phân tích của em thì những cái người mà chưa phải là ủy viên Bộ Chính trị mà trong Ban Bí thư thì họ là cái giống như là lực lượng dự bị, tức là giống như là ủy viên dự khuyết, thì đợi đến lúc có những cái thay đổi thì những cái người này sẽ được đôn lên. Ví dụ tương tự như là trong cái Ban Chấp hành Trung ương thì cũng có những cái ủy viên dự khuyết, người mà chưa phải là ủy viên Bộ Chính trị thì nằm trong Ban Bí thư thì cũng có thể được coi là cái ủy viên Bộ Chính trị dự khuyết, và khi có các cái sự thay đổi thì họ có thể được đôn lên để mà trảm vào trong Bộ Chính trị. Và những người này theo em hiểu thì cũng là những cái người mà được cơ cấu từ trước, và nếu mà nhìn vào cái danh sách thì vừa rồi có hai cái người là được bổ sung vào Ban Bí thư là ông Trạc và ông Thắng đó. Dường như là người ta nhắm trước cho hai ông đấy vào Bộ Chính trị và đưa vào Ban Bí thư như là một cái gọi là bước đệm để mà chuẩn bị cho việc bầu hai ông đấy vào Bộ Chính trị. Thì nếu mà nhìn tổng thể về quy trình đó, thì bây giờ trong 180 ủy viên Trung ương đó, thì nếu như mà chọn ra ứng cử viên thì không có ai xứng đáng hơn mấy cái ông đấy, tại vì là mấy ông đấy là thành viên Ban Bí thư thì họ trên những cái ủy viên bình thường, ủy viên Trung ương bình thường một bậc, như vậy thì họ có cái lợi thế hơn. Là một cái phần không nhỏ trong Bộ Chính trị, thì nếu những suy đoán này đúng thì những người này, những thành phần mới này mà chúng ta thấy rằng họ ít lâu nay cũng không có nổi tiếng lắm, sẽ tạo được cái điều gì thay đổi trong cái sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với Việt Nam không? Không phải là không nổi tiếng, tại vì ví dụ là ông Nên là Chánh Văn phòng Trung ương Đảng thì trước đây cũng đã nắm nhiều cái chức vụ khác nhau, là phải Chánh Văn phòng Thủ tướng chẳng hạn, hay là ông Nguyễn Hòa Bình thì cũng vậy, ở bên Viện Kiểm sát sang làm Chánh án toàn tối cao, rồi ông Phan Đình Trạc thì được coi là cái ngôi sao đang lên, thì cũng trước đấy đã làm từ Nghệ An đi lên, vân vân. Thì đúng là nếu mà xét với những cái người đã có trong Bộ Chính trị thì những cái người này là những cái người mà chưa nổi bật bằng, nhưng mà cũng có thể coi là họ là những cái người được cơ cấu để mà bầu vào Bộ Chính trị. Thì nhìn vào cái độ tuổi của họ thì đang đều trong cái độ tuổi vẫn có thể làm được tiếp một nhiệm kỳ sau nữa. Rồi là họ cũng có những cái gọi là cái chuyên môn của họ nó phù hợp với những cái vị trí mà có thể là Bộ Chính trị họ muốn cơ cấu vào. Ví dụ như là ông Thắng chẳng hạn, thì có thể là do ông là xuất phát là bên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, thì ông có thể phù hợp cho cái nhiệm vụ tuyên giáo chẳng hạn, thì người ta có thể nhắm ông Thắng để thay ông Thưởng chẳng hạn, để trong trường hợp mà điều động ông Thưởng qua vị trí khác chẳng hạn. Hoặc là ông Trạc hay là ông Bình, ông Nên thì đều là có cái xuất thân từ công an chẳng hạn, thì nếu như mà có một cái vị trí nào đấy liên quan tới, ví dụ là bên bộ công an hoặc là bên
nội chính chẳng hạn, là ở bên các cơ quan liên quan tới an ninh chẳng hạn mà cần một cái vị trí thì họ có thể đưa những cái người này vào chẳng hạn. Thì những cái vị trí này mặc dù là chưa có nổi bật bằng những cái ủy viên Bộ Chính trị, nhưng mà họ là những người mà có thể là đã được cơ cấu để mà chuẩn bị nắm những cái vị trí chủ chốt, nếu như không trong nhiệm kỳ này thì có thể là trong nhiệm kỳ sau. Chúng ta giả sử rằng họ là cái thế hệ sắp tới của giới lãnh đạo Việt Nam thì cái đường hướng của Việt Nam đi sẽ như thế nào? Sẽ tiếp tục cởi mở về kinh tế, sẽ có khả năng cởi mở một chút về tư tưởng và chính trị không? Nghĩ là không có thay đổi nhiều, tại vì những cái người này nếu như được bầu vào Bộ Chính trị thì họ cũng sẽ làm việc cùng những cái ủy viên Bộ Chính trị khác, có thể là những người có thâm niên cao hơn. Và những này người này chỉ là những cái người mà trẻ hơn và được sắp xếp vào sau đó, thì họ vẫn có cái vị trí họ thấp hơn với so với những người đã có mặt trong Bộ Chính trị từ trước. Và như vậy thì nhiệm kỳ sau đó thì có thể những người này sẽ vào Bộ Chính trị, nhưng mà đồng thời cũng sẽ còn vẫn còn những cái bộ chính trị khác hiện tại, và học nhiệm kỳ sau họ vẫn còn đủ tuổi đủ điều kiện để làm tiếp. Thì có lẽ là những cái người này trong nhiệm kỳ sau thì khó có thể mà ví dụ được vào trong tứ trụ chẳng hạn, cái khả năng đấy là rất là thấp. Thì chính vì vậy mà ảnh hưởng của họ đến cái đường hướng chính sách của quốc gia thì em nghĩ cũng là hạn chế thôi, không 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 có nhiều. Mà cái đường hướng đấy nó sẽ quyết định nhiều hơn bởi những cái nhân vật mà sẽ nằm trong cái nhóm tứ trụ của nhiệm kỳ sau, mà những cái vị trí đấy thì có lẽ là chưa có phải là một cái cơ hội cho những cái người mới được bầu bổ sung, chuẩn bị được bầu bổ sung lần này. Nếu mà bầu bổ sung vô Bộ Chính trị thì cái khả năng đó có thể xảy ra trong cái cuộc họp Trung ương Đảng lần thứ 7 ngay sắp tới đây phải không? Vâng, kỳ họp Trung ương Đảng khóa lần thứ 7 ở đây đó là được coi là cái hội nghị giữa nhiệm kỳ của Đảng. Thì một trong những cái nhiệm vụ của cái hội nghị giữa nhiệm kỳ đấy là chuẩn bị nhân sự, đường hướng về nhân sự cho cái Đại hội Đảng lần thứ 13 sắp tới. Thì cũng giống như là cái giữa nhiệm kỳ lần trước đó, thì có bầu cho ông Nhân và bà Ngân vào Bộ Chính trị đó. Thì sau đấy ông Nhân và bà Ngân thì cũng có những cái thăng tiến. Thì cũng như vậy thì nhiệm kỳ này, giữa nhiệm kỳ thì sẽ bầu thêm một số người này, thì cũng có thể là một vài trong số những người này cũng có thể có những cái thăng tiến trong tương lai. Thì như vậy thì có thể coi cái vấn đề nhân sự sẽ là một trong những cái nội dung chủ chốt của cái hội nghị Trung ương 7 lần này. Nếu mà chúng ta quan sát thấy cái quê hương của 5 cái người trong cái danh sách mà mình giả định này á, thì thấy rõ ràng là họ xuất thân từ cả 3 miền. Thì liệu cái điều đó nó có ý nghĩa gì không trong cái việc cơ cấu? Thì trong cái hoạch định cái nhân sự đó, cơ cấu nhân sự của Đảng Cộng sản, thì họ có lưu ý tới cái vấn đề là cân đối cái vùng miền để làm sao có cái sự hài hòa giữa các vùng miền với nhau, tránh cái sự chi phối của một vùng miền nhất định, hoặc là cái sự lắp về của một cái vùng nam miền nào đấy để tạo có những cái tình trạng như vậy thì có thể tạo ra cái sự mất đoàn kết hay là làm trong nội bộ chẳng hạn. Thì chính vì vậy mà trong thành phần từ Ban Chấp hành Trung ương tới Bộ Chính trị cho tới tứ trụ chẳng hạn, thì họ đều có cân nhắc tới cái yếu tố vùng miền. Tất nhiên là không thể tuyệt đối, mà cũng có thể có những cái trường hợp nó có thể là có một cái vùng miền nào để nó nổi trội hơn, nhưng mà nhìn chung thì họ có cái cân nhắc cái yếu tố đấy. Thì lần này thì 5 người này có xuất thân từ những cái vùng miền khác nhau, thì cũng có lẽ là phù hợp với cái truyền thống lâu nay của Đảng Cộng sản Việt Nam trong cái công tác hoạch định cán bộ, trong cái công tác quy hoạch nhân sự của họ, nhất là ở cấp cao.